Ồ, chà, mời cả nhà, mời cầm tay. Cho ra diễn luôn đi. Hôm nay mình cùng các team mình vào rừng trải nghiệm đi quýt cu gà nha. Còn mình thì đi quýt trào màu mọi người ạ. Mình vô trong khu này thì không có trào màu, nên là mình ra bãi tập kết trước nha. Hôm nay thì team của mình chỉ còn 4 người thôi, có rủ nhau 7-8 người gì đó mà đi 4 người. Thì anh em mình đi ngang cái đoạn rừng này thì thấy có một cái nhà dân nè. Nhà dân họ ở nhập đây rồi, thấy chỗ này cũng tiện nên anh em mình ghé đâu vào đây gửi xe rồi tập kết nấu ăn uống tại đây. Rồi giờ thì mấy anh em mình đi vào sâu đánh gà câu tư ra, còn mình thì quýt chim ở khu gần đây nè mình đã trước. Giờ thì mình đang nấu cơm nha mọi người để chờ anh em ra ăn. Nơi mình thì đang gửi xe tập kết mọi người nè, hai chiếc đây, còn hai chiếc thì vô sâu rồi. Chỗ này thật lý tưởng luôn mọi người, trong rừng đẹp thì không mọi người quay sơ sơ cái cảnh chỗ người ta đang ở cho mọi người xem, thật là yên bình tĩnh lặng. Cái buông này đẹp nha, buông kè đẹp ghê. Xung quanh thì người ta trồng cây ăn trái nha, xoài, view đồi núi đẹp. Quay sơ sơ cho mọi người xem chuối. Còn chỗ này chỗ nấu cơm của mình nha. Hôm nay anh em mình vào rừng cũng không có gì nha mọi người, chỉ đem một chút lương thực là một con gà rừng nè. Đây là con gà rừng nha mọi người, chứ không phải gà nhà đâu nha. Đó, gà rừng đàng hoàng mái rừng, anh em mình đặt mua một con gà mái rừng này để vào rừng dịch nè. Đó, một ít sữa với trái cây, heo này cũng đã ướp sẵn cột bị nha mọi người, lóc bò hút, gạo, nước uống. Rồi, giờ ông chú mình đang xuống có bổi rồi mọi người nè. Đúng quá nè. Đó, giờ ông chú mình xuống có bổi nè. Trời ơi, dính được một con rồi. Quá đặc. Mọi người thấy không? Đó, mới vừa đi có 2 tiếng đồng hồ thôi mà lụm một em. Còn con kia chưa có bổi chú. Chưa. Rồi, lụm rồi. Ngày nay là có bổi ngon rồi. Xin quýnh gà rồi. Con này là gọi là giọng gì chú? Đồng thổ. Đồng thổ hả? Đó, ai có nhu cầu mua con này đẩy luôn nha. Rẻ rẻ thôi, để anh em chơi cà phê thôi, có 5 triệu à. Tình hình là sáng giờ mấy chú mấy anh rồi mấy em rồi đi ra rồi nha mọi người. Giờ ăn cơm chưa?
mình ra đây cũng không có gì nấu ăn sẵn hết cho mấy anh mấy chú ra đây làm liền luôn. Cơm, canh chua, rượu, nướng, gà, rượu. Rượu. À, mời cả nhà cùng vô thưởng thức với gia đình mình nha. Chú nè. Rồi, chú em. Ở nhà luôn em, chú em nha. Mời mọi người á. Rồi, vô. Rồi, vô. Rồi, vô. Mời cả nhà thưởng thức món thịt heo nướng nha. Ngon quá mọi người ơi. Vô đừng có đầu bắt một y bà. Vào rừng ăn mấy món này còn gì bằng nữa hả? Mời cả nhà ăn món cơm cháy. À, cho ra dĩa không ơi. Rồi làm miếng cơm ăn sáng giờ chưa ăn gì đâu bụng quá. Cây mai khá là già tuổi nha mọi người. Cây mai nó mọc trong đá nha. Đá mà nứt luôn mọi người nè. Cây này nó bị trong đá nên nó không lớn nha. Chứ còn cây nó đã xù nha mọi người. Coi nè, cây mai nó xù lên luôn nè. Đó, mọi người thấy không? Lá mai đàng hoàng nha. Chứ không phải giả đâu nha. Đó, lá mai nè. Có cả trái mắt mèo luôn nè. Thân cây của cây mai nó xù nha mọi người. Nó nằm trong kệ đá nè. Đi cho mọi người xem nha. Tuổi thọ phải trên 50 năm. Do trong đá mọi người thấy nó nhỏ vậy chứ. Nó già, nó cằn cỗi luôn rồi nha mọi người. Khủng khiếp. Rừng gặp mai vậy thấy đẹp không? Đào bằng vũ khí cây anh em. Chứ không có đường gì. Này chắc mẹ ra gãy luôn quá. Mình chỉ moi sơ ra thôi, moi cho nó chấm mày bẻ nha. Giờ bẻ luôn chứ làm mai. Không, moi xuống chỗ xuống nữa. Cái bẻ gãy ngang đó cho nó dễ. Về nhà mình tề lại. Đào sâu xuống này à. Đá còn đây giờ đào máu gì nữa. Để ra cạp. Về nhà mình cưa sơ lại cái này. Bị gì vậy sao? Đẹp đẽ này. Cái này mua cái thưa thuốc kích rễ. Tha lên nữa là sao? Ở nhà có hai cây nhà. Cái bữa mà đi nó đi bấn ở đâu về nó cho. To. Trồng chi mà trồng lên chị Lan nó chở vậy. Là mất tinh thần. Cái sao không? Chị Lan mà nó trồng là xuống nhận phương. Năm cây mai có chữ 8. Mai bự chứ.
Đồ nó chết cây mẹ rồi. Hả? Chết cây rồi. Nó rợp, rợp trong nhà rợp á. Chết. Mai đi trồng nhà. Nhất mình phụ. Lượng má đất ở nhà đâu má nó, đất là khó trồng quá. Ê! Mẹ. Mình dựng cục đá lăn nó chết đủ quá. Về nhà rồi. Nghe mình lên một cây rồi đó. Một cây mai rừng. Bây giờ tề đây cái là lấn cỉnh gì đâu mà dâm rễ thôi chứ. Đây nè. Bạn mình thì nó cũng đang moi cây nè. Rất là lớn rồi, thế đẹp luôn, kẻ hai giống này đôi chứ. Để làm gì? Sáng tạo. Em hàng cái bông rồi. Hàng tung chơi. Sáng luôn. Thầy già làng cây nguyên nữa. Hàng tung chơi. Múc đường nữa nè. Về cái Tết luôn nha anh em. Về cái Tết luôn á. Bạn mình nó bước vô mình cắm lên chứ không phải đi review. Cái dạng này mà đi dạt mai nhiều lắm á, mai cỡ này nhiều lắm á. À mai con nhiều, có mai cụ rồi là có mai con nhiều lắm. Nghe anh ơi. Đây là bí thanh thảo. Thanh thảo đâu con gà hả? Thanh thảo, thanh thảo. Thanh thảo đây đi à. Thanh thảo dưới 32 á. 30 đó. À, ông bán lo chặt kéo luôn hả? À, một cây mai. Rồi, xong. Xong thì đi về.